Dược sĩ ơi, nước lá tía tô uống có độc không? Trả lời là nước lá tía tô, tức là nước nấu từ cái lá tía tô ấy, thì được coi là an toàn khi sử dụng với liều lượng hợp lý. Cái lá tía tô thì có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như giảm viêm, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa. Đó là một cái video mình đã làm về cái lá tía tô đấy. Tuy nhiên thì mọi người cần lưu ý một số cái điều sau. Thứ một, đó chính là liều lượng. Uống nước lá tía tô quá nhiều thì có thể gây ra cái tác dụng phụ như là buồn nôn, như là khó tiêu. Do đó bạn nên uống với liều lượng vừa phải thôi và không nên lạm dụng. Hai là dị ứng. Một số người thì có thể dị ứng với lá tía tô, gây ra các triệu chứng là sốt như là phát ban này, ngứa này, hoặc là thậm chí có người còn khó thở. Nếu gặp phải những cái triệu chứng này thì ngưng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến của bác sĩ. Ba là tương tác thuốc. Lá tía tô có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc chống đông. Nếu các bạn đang dùng thuốc chống đông thì không nên sử dụng lúc thuốc nước lá tía tô. Hoặc nếu đang dùng loại thuốc nào thì phải hỏi kỹ bác sĩ, dược sĩ trước khi sử dụng nước lá tía tô. Thứ tư chính là phụ nữ mang thai và cho con bú. Thì hiện tại chưa có đủ nghiên cứu để xác định độ an toàn của nước lá tía tô đối với phụ nữ mang thai. Nhưng đối với phụ nữ cho con bú thì đã có một cái đánh giá trong dân gian, đó là khi đang còn nuôi con bú mà cho con đi tiêm phòng thì uống cái nước lá tía tô sẽ làm giảm cắt rút ngắn cái thời gian sốt của con khi đi tiêm về. Và dược sĩ Minh cũng đã tư vấn cho mọi người được về cái vấn đề câu hỏi của độc giả, đó là nước lá tía tô có độc không. Follow kênh dược sĩ Đài Minh để nhận được những video hay hơn nữa nha. Và nhớ là nếu có câu hỏi nào hay nhắn tin để hỏi hoặc comment vào video để hỏi thì dược sĩ Minh ra những cái video trả lời mọi người.